thì cũng rất tội nghiệp cho bà con không có thu nhập á, không có tiền để mà mua thức ăn này kia đồ. Những người bán vé số á, thì cũng nghỉ luôn, thì cũng rất là khó khăn, tại vì người ta bán vé số đó, người ta kiếm tiền ăn hàng ngày. Cảm nhận cuộc sống mến chào quý vị. Chúc quý vị một ngày mới an lành và hạnh phúc. Thì hôm nay Cảm nhận cuộc sống sẽ cùng với quý vị đi dạo một vòng của thành phố Sóc Trăng trước giờ giãn cách xã hội nha quý vị. Thì giãn cách xã hội là ngày 19 tháng 7 2021 lúc 0 giờ. Thì Cảm nhận cuộc sống đang chạy trên đường này là đường Lê Lợi. Sẽ cùng quý vị tham quan một vòng để xem bà con Sóc Trăng chuẩn bị như thế nào. Hôm nay thì Cảm nhận cuộc sống sẽ chạy vài con đường chính thôi. Rồi, trước mặt Cảm nhận cuộc sống đó là cái vòng xoay á, ngay chỗ bến xe Sóc Trăng ngày xưa. Ngay đó là ngay hồ nước ngọt với lại chợ bông sen luôn đó quý vị. Thì trước giờ giãn cách, Cảm nhận cuộc sống sẽ quay luôn cả chợ Sóc Trăng rồi luôn. Nhưng mà Cảm nhận cuộc sống sẽ quay video sau. Giờ này Cảm nhận cuộc sống chỉ quay những đoạn đường chính của thành phố Sóc Trăng. Đây là bắt đầu vô đường Hùng Vương rồi nè quý vị. Thì hôm nay là ngày 18 tháng 7 2021. Ngày mai sẽ là ngày giãn cách. Thì bên phải Cảm nhận cuộc sống đây nè quý vị, đây là siêu thị Co.opmart. Thì bây giờ quý vị nào mà muốn mua ở trong siêu thị là phải vô sắp hàng nha quý vị, giữ khoảng cách sắp hàng đó, có ghế ngồi đó. Rồi tới đây thì Cảm nhận cuộc sống sẽ quay đầu lại để đi vào những con đường khác. Thì Cảm nhận cuộc sống nhìn thấy trên đường đó bà con mua bán cũng đóng cửa rất là nhiều nha quý vị. Tại vì đây là những ngày dịch bệnh đó, nên không có ai ăn uống gì hết trơn á. Còn đây là Cảm nhận cuộc sống quay từ xa, siêu thị Co.opmart. Thì bà con của Sóc Trăng đó thất thu rất là nhiều. Tại vì dịch bệnh thì không có mua bán được, thì đóng cửa. Hàng quán, quán xá rồi đóng cửa hết. Thì cũng rất tội nghiệp cho bà con không có thu nhập á, không có tiền để mà mua thức ăn này kia đồ. Những người bán vé số á, thì cũng nghỉ luôn, thì cũng rất là khó khăn. Tại vì người ta bán vé số đó, người ta kiếm tiền ăn hàng ngày. Đây là cổng hồ nước ngọt này quý vị. Đây là Cảm nhận cuộc sống đang chạy vô đường này là đường Ngô Gia Tự. Cảm nhận cuộc sống quay lại những khoảnh khắc mà chưa có giãn cách xã hội để cho bà con và quý vị quan sát cùng cảm nhận cuộc sống. Đây, cảm nhận cuộc sống sẽ quẹo bên tay phải. Đây là đường Xô Viết Nghệ Tỉnh. Trước mặt cảm nhận cuộc sống là cầu cao đó quý vị. Nhưng mà bây giờ thì cầu cao đang sửa nghe quý vị, mở rộng ra. Đây là bà con nè, đó, mua trứng vịt quá trời luôn nè, chuẩn bị nè. Một người mua cả 100 trứng á. Đó thì đây là cầu cao đang sửa lại, mở rộng ra. Đây là đường Xô Viết Nghệ Tỉnh. Lúc trước cảm nhận cuộc sống cũng ít có quay lắm, tại vì nó sửa đường đó, dằn dữ lắm. Bây giờ nó đang làm tạm bợ nè, chưa có láng lắm, cũng đi được. Thì thấy bà con cũng chuẩn bị mua đồ dự trữ, mua thức ăn, mua nhu yếu phẩm. Video này cảm nhận cuộc sống chỉ quay trên đường thôi. Video sau đi, cảm nhận cuộc sống sẽ quay chợ của Sóc Trăng. Rồi tới đây cảm nhận cuộc sống sẽ quẹo bên tay trái, đi vô đường Nguyễn Huệ. Đây, đây là đường Nguyễn Huệ. Bên đây là công viên 30 tháng 4. Ngày xưa còn gọi là cầu Bon, rồi sau này là công trường Giải Phóng, bây giờ là công viên 30 tháng 4. Đó, xa xa đó là bưu điện. Đây là vòng xoay của bưu điện Sóc Trăng. Rồi cảm nhận cuộc sống bắt đầu vô trong đường Trần Hưng Đạo. Đây là cái bùng binh của công viên Bạch Đằng. Ngay chỗ quẹo bên tay trái thì về Lê Hồng Phong, về Bãi Sào Mỹ Xuyên á. Hôm nay thì còn chạy vòng vòng ở ngoài đường được. Bắt đầu từ ngày mai thì khó đi ra ngoài đường. Đây là đường Trần Hưng Đạo. Khu vực này là khu vực của bến xe Bạc Liêu cũ ngày xưa. Nếu quý vị đi thẳng ngoài luôn sẽ tới sân bay Sóc Trăng. Đây là siêu thị Vincom Plaza, mới về Sóc Trăng khoảng vài năm thôi. Tới trước là bùng binh của ngã tư Lê Duẩn, Phú Lợi, và Trần Hưng Đạo. Thì tới đây Cảm Nhận Cuộc Sống sẽ quay đầu đi về đường Hai Bà Trưng của mình. Hôm nay thì trời cũng khá đẹp, nắng dịu. Đây là cái khu vực giờ là đẹp nhất của Sóc Trăng này quý vị, đường Trần Hưng Đạo. Khu vực này thì bây giờ là ngân hàng rồi cơ quan hành chính rất là nhiều. Tới trước thì có cái bùng binh đó quý vị. Thì quý vị quẹo bên phải sẽ là đường Lê Hồng Phong về Bãi Sào Mỹ Xuyên. Đây là bưu điện Sóc Trăng nè, người ta gửi đồ quá trời lần đó, người ta gửi đồ này quý vị, gửi cho mấy người ở xa đó, mấy người ở Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau rồi đó, mấy tỉnh ở xa đó. Rồi dừng đèn đỏ. Rồi, Cảm Nhận Cuộc Sống bắt đầu đi vô đường Hai Bà Trưng, người địa phương còn gọi là đường giữa. Ngay chỗ đường Phan Chu Trinh đó quý vị, đường ngã tư ngay Phan Chu Trinh và Hai Bà Trưng thì có chốt chặn lại để mà khử trùng rồi đo thân nhiệt. Tại chợ đông quá rồi nên giảm bớt số lượng vô chợ. Tại đường Phan Chu Trinh là trung tâm huyết mạch, đi vào trung tâm chợ đó nên rất là đông. Thì bây giờ muốn vô trong chợ là phải khử trùng, đo thân nhiệt. Đông quá thì sẽ giảm lại số lượng người vô chợ. Rồi tới ngay chỗ này nè quý vị, mà quẹo phải là đi vô đường Chùa Ông Bổn nè, đường Nguyễn Văn Chỗi. Phía trước á, thì là cầu quay của mình đó quý vị, nhưng mà cầu quay cũng sửa luôn rồi. Rồi thì giờ Cảm Nhận Cuộc Sống sẽ ngừng video tại đây nha. Quý vị nhớ like và share giúp Cảm Nhận Cuộc Sống nha. Hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Bye bye.